Con có hợp tác với mình không? Con em chỉ ban ngày rất là ngoan, nhưng mà ban đêm bé là khóc nhiều. Bé khóc có khi là 8 giờ mấy hoặc 9 giờ là bé khóc tới 2 giờ sáng. Rồi mình một mình ôm con, mình dỗ con, có lúc nào cảm thấy có bị kịch nản lòng không? Mệt lắm, cứ em rơi vào trạng thái gọi là trầm cảm. Trầm cảm. Bé hay khóc. Bé khóc lắm. Cái lần đó là em đặt bé xuống giường rồi. Em muốn lấy cái gối em chặn lên vậy đó. Nhưng mà lúc đó là có dì Hai em qua kịp. Tại vì bé khóc hoài à, khóc đến nỗi mà bên nhà cái bên dì Hai đều nghe. Hai ẵm bé lên. Xong rồi Hai dỗ, mà dỗ tầm khoảng có một tiếng bé mới chịu nín. Lúc dì qua là dì có thấy cái việc là em đang định ập gối con em không? Thấy, tại vì lúc đó em vừa cầm gối lên thôi. Cái dì mới hỏi mày làm cái gì vậy? Em không biết em làm cái gì luôn, em thấy mệt mỏi. Chị nghĩ là giai đoạn đó, một là em đã rời bỏ những cái mối quan hệ quen thuộc về một cái nơi nó hẻo lánh. Hai đó là mình cũng không có cảm thấy tự tin về kinh tế vì mình cũng đang không có việc làm. Yeah. Ba cũng có thể là mình đang cảm giác là mình bị thất bại trong cái việc là kết nối với con người rồi. Mọi cái nhìn nó đều rất là tuyệt vọng. Nhưng mà nếu như mình nhìn những cái điểm tươi sáng hơn và đặc biệt là mình cân đối lại những cái hoạt động khác thì chị tin là mình sẽ giải quyết được. Và điều đó có lẽ là bây giờ Tuyết đang làm. Mình bắt đầu cảm thấy cuộc đời này nó bận rộn và nó vui hơn. Dưới quê thường hay là kiên cử rất là kỹ càng. Không biết là chị ở một mình thì chắc là không có bị ai ép buộc mình kiên cử đó, đúng không? Em không kiên cử chứ. Khoảng 2-3 ngày sau là em đã gọi đầu. Sống một mình em không kiên được. Thì không có ai nhắc nhở em á. Và cũng không ai làm giùm mình những cái chuyện khác, đúng không? Lúc đó có tuổi thân không? Có nhìn qua những cái bạn mà được kiên cử, được người chăm rồi cái bắt đầu tuổi thì cái phận của mình không? Cũng tuổi chứ, tuổi nhiều lắm mà. Cái gì mà khó khăn á thì em chạy qua những cô hàng xóm á. Tính ra là bà con chồng xóm giúp em nhiều hả? Dạ đúng rồi. Người miền Tây hồng hồn hậu dễ thương lắm. Chị chăm bé cho đến khoảng bao nhiêu tháng thì bắt đầu cứng cáp mà chị có ý định chuyển lên Sài Gòn? Tầm 2 tháng mấy là em đã chuyển lên rồi, cai sữa bé sớm. Mình lên là vì áp lực kinh tế hay là vì cái gì mà mình quyết định quay trở lại Sài Gòn em? Cũng áp lực một phần kinh tế, tại vì em không ai lo hết, chỉ có một mình em mà, em cần phải đi làm sớm. Chị hơi tò mò xíu là rồi từ đó đến bây giờ cái mối quan hệ với ba của đứa bé là nó như vậy luôn, nó không còn thêm bất cứ một cái liên lạc nào nữa? Dạ không, em cắt đứt liên lạc luôn. Em thay số điện thoại rồi cái tất cả Facebook rồi em đều chặn hết. Đổi hết. Em nghĩ là ba của đứa bé cũng không quan tâm. Đúng rồi, tại vì người ta còn cái gia đình kia nữa. Lúc đó là chị có suy nghĩ là mình sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới, một chuyện tình cảm mới không? Cũng có, em có suy nghĩ. Và em cũng có quen một người. Tại vì cái người này là hồi xưa từ nhỏ tới lớn là sống cũng cùng quê em luôn. Nhưng mà khi mà ra mắt gia đình bên người cái bạn trai em á, người ta lại phản đối, người ta không chấp nhận. Lý do người ta phản đối là vì cái gì? Người ta nói con em là không rõ nguồn gốc. Tại vì em không được cưới hỏi đàng hoàng. Lúc đầu bạn trai em cũng bảo vệ em lắm. Xong rồi cái thời gian gần Tết á, em phát hiện ra thì ra cái người này còn quen một người là single mom. Bạn trai em á, hai người đó có ý định là kết hôn với nhau rồi. Cũng là single mom nhưng mà người ta có thủ tục cưới hỏi trước đó đàng hoàng. Dạ đúng. Tình em cái nào nó cũng buồn. Đôi khi người ta sẽ có những khoảng thời gian vô cùng là khó khăn giống như vậy. Em quen bạn trai bồi vậy, em không có đặt cái vấn đề cao. Em không có đòi hỏi người đó. Em chỉ cần cái người đó đủ lo cho bản thân thôi. Còn em là em tự lo. Dạ đúng rồi, em tự lo cho bản thân em được. Điều đó nó bắt đầu từ khi nào? Từ lúc em biết yêu lên, em đâu có suy nghĩ gì rồi. Cái mình tự làm ra, cái mình tự tạo mới là của mình. Những cái người khác làm cho mình, tạo ra mình, nó chỉ có một cái phút chốc. Cái sự tự lập đó của em là nó bắt đầu từ cuộc sống của em. Dạ đúng rồi, từ lúc năm em học lớp 5. Lớp 5 luôn á hả? Cái năm lớp 5 là khuya nào tầm 4 giờ là phải dậy sớm để đi căng cá với bà ngoại. Bà ngoại dạy em là cái cách sống, khi bà ngoại em chết em cũng sống một mình. Mình ở huyện nào, Bạc Liêu vậy em? Ngay công viên Giá Rai. Ngay công viên Giá Rai là ngay trước mặt nhà chị đó. Nhưng mà em cách con sông. Em con sông là phía bên kia đúng không? Tôi nhận đồng hương thôi mà, hãy nhìn thấy những tấm gương phi thường đến từ Bạc Liêu. Diều chỉ bay cao nhờ gió ngược và con người trưởng thành trong những nghịch cảnh. Tuyệt vời quá Tuyết. Khổ tận cam lai mà em. Khổ tận rồi thì cái niềm vui nó sẽ trở lại. Nói gì thì nói, chị cũng đã nhận ra em rất lạc quan rồi. Chị nghĩ là đó là cái điều cực kỳ quan trọng mà em nên duy trì. Và cũng hy vọng rằng là khi cái chương trình này phát sóng thì những cái bạn gái khác á cũng đủ niềm tin để thấy rằng là có một minh chứng sống ở đây rồi. Và rõ ràng lạc quan.
bình tĩnh, mình tự chịu trách nhiệm với mình, rồi mọi chuyện nó sẽ lùi lại phía sau. Thực ra là cái lời này em muốn gửi tới một người bạn của em, một người bạn thân em suốt bao nhiêu năm trong quá trình em khó khăn, thì cái người bạn này luôn đồng hành với em. Tất cả mọi khi mà em có trong thời gian mang bầu á, thì ai cũng rèm pha em hết, bỏ rơi em. Nhưng có một người bạn này không bao giờ bỏ rơi em. Cái người bạn này không bao giờ làm cho em buồn. Em không biết chừng dùng cái từ nào mà để cảm ơn người bạn của em. Biết ơn. Có muốn gửi gì cho con mình để mai mốt bạn lớn bạn coi tivi mình mở lại cho bạn coi không? Cái hiện tại thì em không biết để gửi gì cho con của em. Nhưng mà em sẽ nhìn tất cả những tốt đẹp để cho con của em. Chị hy vọng là bằng một cách nào đó bạn đó sẽ được xem cái điều này trên tivi và hiểu được em đã đối diện với những cái điều gì để bạn đó đến bên cạnh đời em và đồng hành với em. Thực sự thì với cái số này nó lại đầy nước mắt, nó không có vui, nhưng mà nó cũng là một trong những cái tinh thần mà Chat với Mẹ Bỉm Sữa muốn gửi đến các bạn, những cái bạn mà không chỉ là Mẹ Bỉm Sữa mà là những cái bạn sẻ. Và khi bây giờ mình chưa có đối tác, mình là những cái cô gái trẻ độc thân, thật sự thì không ai nói được cái chuyện là chúng ta chọn được đúng người như thế nào, nhưng chí ít là cần phải lựa chọn. Và chọn cái gì thì chọn, cuối cùng rồi cái điểm tựa duy nhất mà chắc nhất vẫn là cái điểm tựa đi từ chính nội lực của mình. Dạ, tới phần của em rồi đúng không? À, mọi người ơi, nhân tiện chương trình này em muốn được tuyển người yêu cho người mẹ single mom xinh đẹp này đây, với điều kiện là đừng có xạo mình là Việt Kiều Úc nha. Trời ơi, nhớ nha, mình có gì mình nói đó, và không được có người vợ đang ở nhà hết nha đó. Nhưng mà tôi tin rằng là các anh mà muốn ứng tuyển trong trường hợp này, các anh hãy nghiêm túc đi, bởi vì đây là một cái người phụ nữ rất là xứng đáng. Tình cảm thì nó đợi duyên, duyên gì thì duyên, nhưng chắc chắn với bản thân mình thì đó phải là cái sự lựa chọn chủ động như Tuyết đã làm, và chị tin là em cũng sẽ làm được như vậy trong tương lai. Dạ, em cảm ơn chị.